Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho người lao động mà còn góp phần tăng năng suất, chất lượng trong sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải người lao động doanh nghiệp nào cũng quan tâm thực hiện, vì vậy mà vẫn có những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Từ năm 2021 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tiếp nhận trên 374 ca đến khám và điều trị chấn thương do tai nạn lao động. Riêng 4 tháng đầu năm 2022 là 114 ca. Cách đây 4 ngày, trong lúc đang làm việc tại nhà máy sản xuất thép, anh Ngô Đình Tiến không may bị tai nạn lao động, cũng vào bệnh viện điều trị. Anh Tiến bị máy cán thép làm dập nát cổ và bàn tay, đứt gân tay. Em làm công ty Inox, Nam Phát, làm 3 tháng rồi. Được công ty cho tập huấn an toàn lao động rồi. Do em làm không cẩn thận, em quật tay vào cái máy mài. Bệnh viện đóng trên địa bàn Mỹ Hào này thì nó có nhiều khu công nghiệp. Nên là cái lực lượng lao động là công nhân rất là đông. Nên là cái tỷ lệ tai nạn lao động nhập viện cũng khá là nhiều so với cái lượng bệnh nhân nằm điều trị tại viện. Thường gặp nhất đó là cái nhóm thực tập mới vào nghề, những cái người làm việc phải tăng ca đêm, nó buồn ngủ, dẫn đến là dễ bị xảy ra tai nạn lao động. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất tại các khu cụm công nghiệp, thu hút trên 7 vạn lao động. Ngoài ra còn có hàng chục nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương. Nhìn chung, các doanh nghiệp đều nhận thức được việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất là quan trọng. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện đúng quy định nên vẫn có những vụ tai nạn xảy ra. Thống kê chưa đầy đủ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ tai nạn lao động nặng, làm 10 người tử vong, bị thương 21 người, tăng 8 vụ, 5 người tử vong so với cùng kỳ năm 2020. Việc kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động nói riêng cũng như là thực hiện cái pháp luật về lao động nói chung được các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hàng năm. Qua đó phát hiện những vấn đề mà còn tồn tại, còn thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động nếu doanh nghiệp vi phạm. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổ chức thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động của các ngành chức năng, mỗi doanh nghiệp cũng cần cải thiện ngay môi trường làm việc, đảm bảo an toàn, giảm ô nhiễm khói bụi, tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn khi làm việc. Vì thực hiện tốt công tác này, doanh nghiệp không chỉ giữ chân được người lao động mà còn tiết kiệm được chi phí, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.